Hello, xin chào các bạn. Tưởng tượng như mình đang ngồi trên máy bay có cái này. Nói trời chơi sáng thức dậy thấy không có gì làm, tại vì thật ra thì con nó cũng đang ở nhà gọi là học ở online nên mình không cần phải đi rước. Còn về cái stock market thì lúc này mình nghỉ chơi rồi tại vì nó không có ổn lắm. Thôi mình cũng để dành tiền nó về hưu. Nguy hiểm quá nên thôi. Đọc tin tức thấy ở bên Nga đó, dân người ta thì lo sợ không có tiền mặt cho nên họ rút tiền mặt ra không à. Rút cả cho cả xài cho cả năm luôn á, người ta rút cả đủ xài một năm trời luôn. Còn dân Mỹ thì không có phải vậy, dân Mỹ thì bọn nói dân Mỹ thì không không đúng, nói với dân cái chỗ dùng mình ở cái hồi mà bắt đầu phải shelter in place đó, nghĩa là ra lệnh là người ta phải tránh ra ngoài á thì nói tóm lại là giới nghiêm nhẹ đó, giới nghiêm nhẹ đi thì là người ta bắt đầu chạy ra mua nước, mua gạo, mua toilet paper. Trong khi bên ở Nga thì người ta lại sợ không có tiền mặt. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nếu lỡ có chuyện gì mà băng nó không có work, ba cái credit card hay ba cái gì rồi, hay là tiệm chợ đồ gì họ không có lấy tiền credit card nữa thì tự nhiên mình là coi như không có tiền mua. Ở bên Mỹ mà cái chuyện đó nó xảy ra thì chắc có hiếm lắm đó. Nhưng mà cũng có thể nha. Ví dụ như earthquake là động đất á, mà lỡ mà có chuyện gì mà nó hư mấy cái system thì đâu còn có xài tiền credit card được nữa đúng không? Phải có người ta mình xài quen rồi, xài credit card quen rồi giờ đó. Rồi, nhiều khi nghĩ cũng đúng, phải có một số tiền mặt chút đỉnh. Ở đây sợ không có đem để tiền mặt ở nhà là sợ bị cướp, sợ bị gọi là home invasion đó. Hai nữa là cũng bất tiện lắm đi rồi. Nhất là thời đại bây giờ mình thấy xài credit card hay là dùng cái mà thích nhất là giờ có cái Apple Pay đó, bây giờ mình có cái thẻ của Apple với lại gì đó mình cứ đi ngang mình cầm cái đồng hồ mình giơ cái là mình trả tiền liền. Không có cần đụng chạm vô tiền bạc vô giấy nữa, thấy mình thấy nó tiện. Mà lại được 3%, 2% tiền cashback đâu, mình thấy thích. Anyway, làm nhiều khi mình đọc tin tức á, có nhiều cái mình cũng làm mình suy nghĩ đi, mình suy nghĩ lại. Mà lúc này nhiều cái tin mình cũng không tưởng tượng nổi. Kỳ lạ. Cũng như các bạn biết thì bên Mỹ là đang thiếu ba cái dụng cụ cho nhà thương, mấy cái khẩu trang thứ loại cho nhà thương xài đó, chứ không phải ba cái khẩu trang mà bằng giấy đâu. Của bác sĩ là nó cần phải kính đúng không? Với lại này nọ đâu thì cái nhà thương ở bên Boston là cái vùng miền East ta bị nhiều lắm. Cho nên cái gọi là Việt Nam là giám đốc của cái nhà thương đó bị thiếu thiếu mấy cái dụng cụ đó. Nhưng mà trong khi đó họ có một cái đường đường dây nào đó tự nhiên là họ muốn đòi lên tới 5 lần cái giá trị của cái khẩu trang đó. Họ sẽ bán mà nó cũng có một khối lớn lắm. Thì ông ta mới kêu gửi gửi một cái số sample, là gửi một cái số thử tới đặng ta thí nghiệm, ta coi thử coi có phải đúng sự thật không, tại vì cái này cũng là từ cái hiệu này cũng từ bên Trung Quốc cho nên ổng cũng hơi nghi ngờ. Anyway thì coi lại thấy thấy là có thể xài được tốt. Xong rồi ông ta mới cho người trong nhà thương đến chứ chính ổng luôn đến chỗ nhà kho đó rồi kiểm tra, rồi phải kiểm tra như là randomly, nghĩa là lấy thùng 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 lấy tùm lum la ra vậy đó, rồi check check cũng như không phải check, không có check hết được hết nhưng mà check lung tung beng gì đó, lụm lấy đại trong 5-6 thùng ra đại rồi cái bắt đầu lựa coi thử thì thấy tốt thì mới đồng ý mua. Thì chưa có xong giấy tờ là bị FBI là cái cơ sở về
cảnh sát liên bang á, nó chùm vô hỏi 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 giấy, cũng như không có phải bắt nhưng mà cũng như điều tra, chạy chạy tới chặn lại liền, họ điều tra hỏi tại hỏi này kia kia nọ thì mới biết được đây là bác sĩ, họ mua về nhà thương này nọ rồi ok làm rùm beng á, điều tra rồi mới đầu mới cho ok cho mua. Mình nghĩ là mua cái khẩu trang không mà giống như mua mua xì ke giống hồi thời trước vậy đó, quái đản. À, thời đại này giờ không còn cái gì mà gọi là, với lại mình đọc tin tức các mình cũng phải biết cái nguồn tin tức từ đâu á, như đừng có đọc tin tức mà thấy nó đề cái headline cái tựa đề thấy sốc quá cái khoái tò mò vô coi rồi ai ngại ba cái tin dịch tin xạo vậy đó không, mình cũng nguy hiểm lắm nên phải coi coi cái nguồn tác giả ai, nguồn gốc ở đâu đâu ra vậy đó, phải không? Mà sáng nào cũng có cái thói quen đọc tin tức, nhiều khi đọc xong cái mình thấy tâm trạng không có được vui ba cái ngày kia kia nọ rồi. Ở vùng Bay Area là vùng San Francisco Bay Area là vùng vịnh này nè, thì có tin tức là một người làm cho một cái nhà hàng lớn lắm, nhà hàng thì bây giờ đóng cửa rồi đúng không, thì anh ta phải thất nghiệp mà anh ta không không có khai thất nghiệp, chưa có được tiền thất nghiệp, anh ta phải đi làm tạm thời đó, gọi là delivery service ở tiếng Việt Nam gọi là shipper đó, phải không? Nghĩa là anh ta cần cái gì thì anh chạy đi lấy đồ rồi giao hàng cho người ta lấy tiền đó. Thì anh ta có chiếc xe đi làm thì dùng cái xe đó để đi delivery, thì đang lúc đưa đợi giao hàng á thì anh ta chỉ bước xuống đi tới cái cửa đó rồi gõ cửa đưa rồi đi ra thôi, trong khi đó không có tắt máy xe, và trong thành phố có nghĩa là downtown đó thì nó có nhiều cái cam, nhiều cái nha camera mà để mà mấy cái tiệm rồi đó, thì bắt gặp được một anh chàng đi tự nhiên, anh này bờ xuống xe đi ra thì anh này đi chạy tới xe mở cửa đi vô luôn, tại vì chiếc xe còn đang nổ máy còn chìa khóa trong đó nó chạy luôn ăn cắp luôn, anh này quay lại là chạy được theo là mất là chạy không kịp rồi, rồi khi đến mà đến đường xanh đèn đỏ anh chạy mất tiêu luôn, rồi cái lên đài tivi nói quá trời nói đã khổ rồi còn mấy cái eo nó mình ê. Mấy cái thằng khốn nạn đó mà cũng có rất nhiều ba cái email mà phone call email rồi là gọi là scammer đó, gọi tới ví dụ như mà ví dụ cái vụ mà chính chính phủ Mỹ gửi về 1.200 cho mỗi mọi người phải không? Xoài có nhiều cái nó gọi tới nó nói nó đại diện cho công sở thuế rồi nói này kia nọ là lấy tin tức này nọ là nó scam mình, nó lấy cái danh mạo của mình rồi nó gọi là test identity test đó, là nó dùng cái đó rồi nó làm credit card rồi nó này kia kia nọ, nào là email, nào chính mình cũng lâu lâu cũng được nhận một hai cái voicemail vậy, tại mình thường mình không có bắt cái phone lên nha. Tóm lại là phải cẩn thận đọc tin tức cũng vậy, hay là này kia kia nọ phải nhìn trước ngó sau hết à, không có sơ mơ lơ tơ mơ được, nhiều người chưa nhận được tiền thì nôn nóng với không? Nghe nghe này nghe nọ là bắt đầu đưa đưa tin tức ra là chết, nhưng mình thì mình biết là mình cũng chưa có nhận được cái số tiền đó, thì biết được là năm năm mình khai thuế năm rồi là mình trả tiền chứ mình không có là, tại vì một là chính phủ sẽ giữ một số tiền của mình xong đến cuối năm khai thuế họ sẽ trả lại gọi là refund á, còn nếu như mình trả ít thì đến cuối năm mình phải trả bù thêm, ví dụ như khai thuế mà cái tiền thuế nó ví dụ như mình thiếu 5.000 mà mình mới có chứ trả có 1.000 thì nó đòi thêm 4.000 nữa, ví dụ vậy đó. Thì vài năm nay mình không có làm công ty, mình làm buôn bán stock cho nên mình khi mình lời mình phải trả tiền cho chính phủ thì mình phải phải trả, thì cái tiền nó
chính phủ rút từ trong băng mình ra luôn. Thì đọc tin tức biết là những cái người chính phủ chỉ trả lại trước cho những người nào mà có refund trước. Còn mấy người nào dù mình có cái thông tin về nhà băng của mình direct deposit nhưng mà tụi nó chưa có lo cái vụ đó trước, lo cái những người nào mà được refund trả trước không biết làm sao. Có thể mình nhận cái check, có thể mình nhận từ băng, không biết được. Nhưng mà chuyện đó thì bây giờ mình chưa có phải worry lo lắng lắm, tại mình cũng có dự trữ tiền saving này nọ không. Anyway, còn nhiều người thấy YouTuber bên đây chưa nhận 1.200 mà đã lo tới nghe 2.600 rồi, cũng như là tại vì họ đang dự định là sẽ tiếp tục đưa tiền cho dân chúng lại phải không, thì chưa có được ra cái gì hết. Chỉ có cái luật đầu tiên là cái 1.200 là thôi, là mà còn chưa xong nữa, là bây giờ lung tung beng, nào là gửi lộn nhà băng, nào là gửi cho người chết rồi, ví dụ như hai vợ chồng khai thuế nhưng mà ông chồng vừa mới đây cũng bị mất tại vì bị cái coronavirus này, xong mà bây giờ gửi về cho hai cái số tiền gấp đôi lên lung tung beng hết. Anyway, chẳng biết làm gì, ngồi đây nói lòng vòng cũng ba cái vụ này thôi ha. Trời hôm nay thì cũng không có được nắng lắm, mình nghĩ đến trưa thì có thể nắng lên thì mình bắt đầu mới đi ra ngoài sân đi tới lui vậy đó. Còn không có dự tính làm gì hết, chứ cũng cuối cùng thì chỉ có chờ họ cái tin tức tốt về cái nhiễm nhiễm lây bệnh này coi nó ra sao. Cũng có mới đọc một cái tin nói là cái con virus này nó biến dạng thành một gọi là nó mutate, nó biến dạng thành một cái loại nhẹ, là thay vì nó làm tới viêm phổi mà bây giờ nó chỉ làm cho người ta bị bệnh sơ sơ thôi. Nghĩa là nó thành nó một con virus mà giờ nó thành là một cái hai loại, một loại thì nhẹ, một loại là nặng, có thể nguy hiểm cho tánh mạng, còn một loại nó chỉ nhẹ nhẹ thôi, cho nên cái số người nhiễm rất có thể rất là nhiều luôn. Mà nói thật ra đọc tin tức riết rồi cũng bị tẩu hỏa nhập ma, nó nhiều tin quá rồi mình cũng không biết cái nào mà sự thật, cái nào mà đọc cho mình để cho mình để đó thôi, chứ đừng có nghĩa là mình tin tưởng 100% rồi mình phải có một hai tin hai ba chỗ họ cũng như là confirm thì mình mới biết được vậy không. Tại vì tin tức nó cũng muốn đem ra những cái sensation, những cái mà nóng bỏng cho người ta khoái đọc đó. Anyway, đọc tin tức thì để đó luôn, chứ còn để cho biết thôi, chứ còn nói thật là đừng có tin nhiều lắm, nhất là nhiều cái tin lá cải với nhiều cái tin mà gọi là tiếng Việt Nam gọi là gì, propaganda là gì là tin xạo đó, fake news đó. Cẩn thận. Anyway, thôi mình tạm chào, ngồi đây coi tin tức tiếp, uống cà phê rồi đi tập bộ thể dục giữ sức khỏe cho mình vậy thôi. Tạm chào. Mấy nay nấu nướng tùm lum tà la, thằng con nó cũng có lúc nó ăn lúc nó không ăn, rồi mình sợ uổng mình ăn ăn bậy bạ riết, cái bây giờ cái chất đường mình nó hơi cao hơn bình thường, cho nên mình phải cố gắng ăn ăn kiêng lại. Mình sẽ cố gắng ăn khoảng 1 tuần ăn kiêng, gọi là cực kỳ chữ cực kỳ anyway mỗi lần mình xài cái chữ đó mình thấy mắc cười quá, tại vì hồi xưa trước khi mình đi Việt Nam đâu có biết cái danh từ đó đâu, danh từ đó là của sau này thôi. Anyway thì mình cố gắng ăn thử 1 tuần rồi mình đo la máu lại coi coi nó có tiến triển đo gì được không. Nghĩa là lúc trước thì mình ăn ít tinh bột rồi ăn nhiều rau cải, rồi khoảng gần tháng nay ăn tầm bậy bạ cái nó lên liền. Cuối cùng thì mình phải cố gắng trong 1 tuần để cho nó xuống lại, rồi mình sẽ trở lại ăn bình thường giống như là
ăn ít tinh bột nhưng mà cũng phải có tinh bột nha, tránh cái cơm trắng, tại cơm trắng nó rất là nhiều cái glucose, chất đường. Maybe một miếng bánh mì nhỏ nhỏ gì đó trong một ngày thôi, rồi cố gắng càng ngày, tại vì mình không không có muốn đến nỗi tiến triển đến phải chích thuốc này nọ như má mình bị mỗi ngày phải chích thuốc, cho nên mình không muốn đến tình trạng đó. Đến tình trạng đó thì hơi bạc, cho nên mình phải cố gắng thôi. Anyway, mình xuống làm rau cải ăn nay sáng đi. Bye bye. Xin chào các bạn, mấy nay ăn bậy bạ quá. Mình sẽ cố gắng ăn trong tuần này ăn toàn là rau không, bớt thịt lại với không ăn cơm. Tại vì tinh bột nó làm cho cái chất đường nó cao quá đó, mình phải nâng lại mới được. Ok, giờ ăn thử rồi. Mỗi lần quay phim là má lại đúng không? Nói chuyện đi. Quay phim á. Ăn rất là chán nhưng mà phải chịu thôi.
Ngon như thịt bò vậy đó. Xin lỗi để anh đợi lâu. Tôi bận kiếm một số cuộc điện thoại. Không sao. Cảm ơn anh đã bảo vệ căn cứ tôi. Nhưng tôi tin anh sẽ còn tôi biết rằng... Bây giờ phải học thêm nhiều cách xào. Xào không, su xào su.